Anh em ơi, đây. Anh em mà đang đi mà xe điện à, xe ô tô nhá, mà đang đi cái cốp cơ nhá, anh em mà muốn mở điện nhá, ghé ngay qua Cala để nâng cấp ngay nhá. Đây là chiếc VinFast BF6 thì chiếc xe này đang qua bên em để nâng cấp bộ cốp điện. Bình thường anh em bấm mà nó không bật lên này. Và thứ hai là mở đồ rất là khó khăn khi mà mở đồ này, hoặc là anh em đang cầm đồ gì đấy mà muốn mở thì không mở được. Thì cái bộ cốp điện của VinFast BF6 này sẽ tích hợp zin cho cái dòng xe này, ra lệnh được giọng nói ở trên thẳng trên màn hình anh em nhé. Và thứ hai là anh em chỉ cần thao tác bằng một nút bấm thôi là nó sẽ tự bung tự mở cốp lên và mở được cả ngay trên, ở trên chìa khóa cho anh em luôn đấy. Cái tim nguyên bản của chiếc xe thì ti này là ti cơ nhé, còn thay bằng cái ti này, ti rất là to đấy, anh em thấy không ạ? Đây là cái ti to này, như này là ti điện nhá, sẽ tự động lên và tự động mở xuống. Và khi mà trang bị cái bộ cốp điện này thì anh em sẽ trang bị thêm cho mình một bộ đá cốp nữa. Đây là cái thợ kỹ thuật bên em đang lắp đặt, rồi một chút nữa lắp đặt xong thì anh em chị em sẽ test cái chức năng chi tiết cho anh em với rất là nhiều chỗ mở. Thứ nhất là đá cốp này thì nó sẽ tự động mở lên này, và thứ hai là sẽ có những phần nút bấm ở phần phía trên của vô lăng như này để bấm vào, đồng thời sẽ tích hợp cái phần ra lệnh giọng nói trên cái chiếc màn VinFast để nó, khi anh em ra lệnh mở cốp thì nó sẽ tự động bung nó lên đấy, rất là tiện lợi. Và lắp đặt thì là lắp đặt cắm lốc zin cho anh em đấy, một bộ cốp điện của original này. Và cái bộ cốp điện này thì sẽ bảo hành cho anh em là 2 năm đấy, anh em bỏ luôn cái ti cơ này đi và lắp cái ti điện này, lắp đặt thì zin hết anh, nên anh em không phải lo lắng về vấn đề bảo hành điện nữa nhá. Còn lắp đặt ở đâu ạ, hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhá.